Theo thông báo của trạm y tế, ngay từ sáng, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hoan ở bản Xéo Xin Trải, phường Đông Phong đã ra trạm y tế để được bác sĩ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khám, tư vấn cách chăm sóc mắt. Đã nhiều tháng trở lại đây, ông Hoan thường có biểu hiện mờ mắt, chảy nước mắt, thường xuyên ngứa và rụi mắt. Ông được chuẩn đoán bị mộng thịt và chỉ định cắt mộng. Ở nhà thì nó hay bị mờ, rất là đục, dập tối đấy. Hay mờ mắt đó, đi không khéo còn vấp. Thứ vấn này là mắt thì mộng mắt. Một thời gian nữa thì chờ nhà nước có trung ương về mổ được. Trong một buổi sáng, tại trạm y tế phường Đông Phong đã tiếp đón hơn 50 lượt người dân, chủ yếu là người cao tuổi, đến thăm khám các bệnh về mắt. Ngay từ đầu tuần, trạm y tế phường đã thông báo đến người dân về kế hoạch thời gian tổ chức khám sàng lọc bệnh về mắt. Thông báo trên hệ thống loa phát thanh, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để người dân kịp thời nắm được thông tin. Tôi thấy nó cũng mờ, tối đi nó khó đi, thế bảo con nó dẫn ra ra nơi bán kính hỏi, cắt kính hỏi cũng bán cho một cái kính đây. Được trạm y tế vừa thông báo xong ấy, thế là tôi nghe tiếng là tôi đến đây luôn ấy, rồi, để khám xem thế nào. Việc khám sàng lọc truyền thông tại cộng đồng nhằm phát hiện các trường hợp mắc bệnh về mắt, tư vấn để có hướng điều trị kịp thời. Trong đợt này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, các trạm y tế tổ chức khám sàng lọc các bệnh về mắt phổ biến như đục thủy tinh thể, mộng, quặng mi và hướng dẫn người dân cách chăm sóc các bệnh về mắt. Tất cả người dân được khám sàng lọc phát hiện các bệnh về mắt, bệnh nhân cần phẫu thuật được lập danh sách điều trị và theo dõi tại trạm y tế xã phường khi có đợt phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Bệnh lý tuổi già của các cụ thường đầu tiên hay kể đến là lão thị hay là viễn thị của tuổi già, là có hiện tượng nhìn gần khó, phải bắt buộc nhìn xa, là các cụ thường hay đeo kính, cắt kính, và hiện tượng là các cụ là hay là mua kính ngoài nhiều khi chưa đỏ được cái khoảng cách đồng tử cũng như khoảng cách độ chính xác, thì thưa các cụ là cái độ viện của các cụ sẽ tăng thêm. Còn bệnh lý thứ hai của các cụ thường gặp ở đây đó là các lông quặng, lông siêu, nó làm cho cọ vào con mắt do quá trình sụp mi hoặc là lông mọc lệch thì gây cọ và gây đau mắt thường xuyên. Ba lựa cái bệnh của các cụ lựa đó là đục thủy tinh thể tuổi già. Bệnh đục thủy tinh thể tuổi già thì các cụ thường hay chủ quan là cứ tưởng là bệnh lý thường thường do tuổi già nó nhìn mờ thôi, nhưng thực sự là cái bệnh đục thủy tinh thể làm cho các cụ nhìn mờ, đi lại khó khăn và giảm khả năng công việc hàng ngày. Về khám định kỳ thì các cụ nên có thường xuyên đi kiểm tra hàng ngày, nhất là sau những cái đợt viêm kích mạc hoặc là đợt đau mắt đỏ hoặc đợt các dịch nào đó, nhưng nó tất nhiên là kiểm tra thêm hàng 6 tháng một lần hoặc là thường thường là 6 tháng một lần đi kiểm tra lại mắt để có cái sự khuyến cáo của bác sĩ một cách chu toàn nhất về hướng dẫn chăm sóc của các cụ. Chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt thực sự góp phần nâng cao kiến thức cho người dân về chăm sóc đôi mắt và phòng chống các bệnh lý về mắt, hạn chế tình trạng bệnh kéo dài, diễn biến nghiêm trọng có thể dẫn đến mù lòa.